bị dư luận ném đá tả tơi, Hương Tràm nhanh chóng xóa status đá xéo Chibu. Sau khi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái có ngụ ý đá xoáy một hot girl vừa lớn sân âm nhạc, Hương Tràm ngay sau đó đã xóa đi status. Mới đây, Hương Tràm gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái có ngụ ý đá xoáy một hot girl vừa lớn sân sang âm nhạc. Mặc dù không nói rõ tên, bạn hot girl rất xinh đẹp, rất đáng yêu kia là ai, nhưng nhiều khán giả cho rằng Hương Tràm đang muốn nhắc tới Chibu. Bởi tối ngày 10 tháng 10 vừa qua, cựu hot girl đình đám Hà Thành đã ra mắt MV debut chính thức lớn sân âm nhạc với vai trò ca sĩ. Ngay sau chia sẻ của Hương Tràm, một luồng ý kiến dư luận trái chiều cho rằng giọng ca Em Gái Mưa đang cố tình đá xéo Chibu. Tuy nhiên, ngay lập tức, nữ ca sĩ đến từ Nghệ An đã lên tiếng cho rằng mình chỉ nêu ra quan điểm dành cho số đông chứ không muốn đá đểu cá nhân nào. Sau đó vài phút, Hương Tràm cũng xóa status và chia sẻ khá dài về việc mình có đá xoáy Chibu hay không. Mình vừa viết một chiếc status mang cảm xúc cá nhân khi xem một sản phẩm âm nhạc, nhưng thiết nghĩ là nơi công cộng, không nên đưa ra những điều mang tính cảm xúc cá nhân lên, nên mình xóa đi. Cũng là để không có thêm những phiền phức không đáng có, chỉ mong các bạn hãy tôn trọng khán giả, tôn trọng nghề ca sĩ. Là ca sĩ trước tiên hãy để khán giả nghe được, đừng áp bức âm nhạc như vậy. Ngay sau đó chúng tôi đã liên hệ với Hương Tràm và Chibu, nhưng cả hai đều không liên lạc được. Ca sĩ Lê Minh từng rơi vào nguy kịch sau khi bị tai nạn gãy chân. Thành viên nhóm nhạc MTV đã phải trải qua sinh nhật trên giường bệnh vào năm 2015. Lúc ấy tính mạng anh đã rất nguy hiểm, gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Chia sẻ sau buổi ghi hình chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí, ca sĩ Lê Minh cho biết anh cảm thấy như trở về tuổi thơ khi gặp gỡ và làm việc cùng các em nhỏ có đam mê ca hát giống mình. Điều đáng nhớ với anh là được ekip cùng các bé tổ chức sinh nhật ngay trên trường quay. Đây là lần đầu tiên tôi được nhiều như thế, hát mừng sinh nhật. Nhưng quan trọng với tôi là cảm giác mình thực sự trở lại với công việc sân khấu, anh nói. Tận hưởng cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc đó đã khiến anh nhớ lại những hình ảnh u ám, bi quan vào năm 2015. Thời gian đen tối đó cũng rơi vào đúng dịp sinh nhật của mình. Lê Minh kể vào tháng 8 năm 2015, anh bị tai nạn giao thông nặng, khiến gãy xương đùi trái. Sau thời gian cấp cứu, phẫu thuật nẹp lại xương đùi, anh tiếp tục bị nhiễm trùng đường tĩnh mạch, gây sốt 40 độ, men gan tăng cao. Lúc ấy anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước sinh nhật một ngày, các bác sĩ đã họp với gia đình về tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi sốt mê man, da và mắt chuyển sang màu vàng, men gan tăng cao, tình trạng không được khả quan. Bác sĩ chuẩn đoán 70% là mình không thể sống. Men gan có lúc đã vượt tan quá ngưỡng, có thể hồi phục. Tôi nghĩ đó chính là sinh nhật cuối cùng trong đời của mình, anh nhớ lại. Đối diện với sự thật, nên Lê Minh đã nói thẳng với gia đình, nếu tình trạng không cứu được thì về nhà tổ chức sinh nhật rồi chia tay mọi người lần cuối. Tuy nhiên, sau buổi họp với các bác sĩ, gia đình quyết định tổ chức sinh nhật cho Lê Minh tại bệnh viện và chuyển sang bệnh viện khác vào ngày hôm sau. Bạn bè, trong đó có ca sĩ Phương Thanh, Ngọc Linh, mang đến bánh kem đến chúc mừng. Cảm xúc trong Lê Minh khi ấy rất hỗn độn. Anh nói mình vui vì bạn bè, gia đình đã ở bên động viên tinh thần, nhưng lại buồn vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Sau khi mọi người ra về, một mình nằm trong bóng đêm, tôi nghĩ mình không thể có một kết thúc như vậy được, không thể buông xuôi, tôi quyết định sẽ cố gắng đến phút cuối cùng, anh nói. Sáng hôm sau, gia đình Lê Minh chuyển viện 2 lần. Khoảng 1 tuần sau, nhờ các bác sĩ tận tình chữa trị, sức khỏe của nam ca sĩ có dấu hiệu hồi phục. Hiện sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định. Nhìn lại những gì trải qua, anh nói, có những cảm xúc phải trải qua cửa sinh tử, người ta mới hiểu được. Từ sau cú lội ngược dòng đó, tôi trân quý cuộc sống nhiều hơn. Tôi nói với bản thân sẽ không phí thời gian cho những điều tiêu cực. Tôi sẽ chỉ làm những điều làm tôi vui, bất kể là lớn hay nhỏ, cùng những người tôi yêu thương. Mặt nghi án hẹn hò, ST vô tư thể hiện tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc giữa sân bay. ST và Ninh Dương Lan Ngọc bị bắt gặp lưu luyến chia tay tại sân bay vào rạng sáng ngày 11 tháng 10. Mới đây, ST và Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp tình tứ tại sân bay.
Được biết rạng sáng ngày 11 tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc cùng Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X và ekip sẽ đáp chuyến bay sang Busan, Hàn Quốc để tham gia liên hoan phim Busan năm 2017 khi bộ phim Cô Ba Sài Gòn có mặt trong hạng mục A Window to Asian Cinema, cánh cửa điện ảnh châu Á. Chính vì vậy, ST đã không ngại một mình ra sân bay để phụ giúp Ninh Dương Lan Ngọc và tiễn cô lên đường sang xứ sở Kim Chi. Kể từ sau khi hợp tác trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, ST và Ninh Dương Lan Ngọc đã vướng nghi án hẹn hò, do cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm thân thiết trên mức bạn bè ở tất cả các sự kiện. Thậm chí trên trang cá nhân, ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái thả thính nhau, khiến người hâm mộ từ hoài nghi đến tin tưởng cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Mặc dù đến hiện tại cả ST và Ninh Dương Lan Ngọc đều không đẳng định, cũng như chưa từng phủ nhận chuyện tình cảm, tuy nhiên những hình ảnh tình tứ của cặp đôi vẫn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Rạng sáng ngày 11 tháng 10, ST một mình có mặt tại sân bay để tiễn Ninh Dương Lan Ngọc sang Hàn Quốc tham gia liên hoan phim Busan cùng ekip. Anh gặp Ninh Dương Lan Ngọc ở phía sảnh chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai liên tục trò chuyện không ngớt và không rời nhau nửa bước khi làm thủ tục check-in. ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái chụp hình chung. ST vô tư khoác vai Ninh Dương Lan Ngọc mà không sợ chịu chú ý của mọi người có mặt tại đây. Ninh Dương Lan Ngọc cũng quấn quýt ST không rời. Diễm My 9X cũng có mặt tại sân bay ngay sau đó không lâu để cùng Ninh Dương Lan Ngọc đã ngữ Ngô Thanh Vân và ekip sang Hàn Quốc. Ngô Thanh Vân tại sân bay để cùng ekip sang Hàn Quốc dự liên hoan phim Busan. Phi Thanh Vân, Hà Hồ, Ngọc Trinh với những lần gặp sự cố trang phục. Dù được khen là có phong cách mặc đẹp, thời trang nhưng Hồ Ngọc Hà, Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh, Hồng Quế, Hà Anh, thậm chí là Diva Hồng Nhung vẫn không tránh được đôi lần hớ hên lộ vòng một khoảng cảm. Chuyện các mỹ nhân của showbiz Việt luôn thể hiện đẳng cấp, phong cách ăn mặc, khoe vẻ quyến rũ sexy mỗi khi xuất hiện trước công chúng, luôn tạo được sự chú ý khán giả. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng không ít lần tránh khỏi hớ hên để lộ vòng một không nội y, khiến công chúng không ít lần đỏ mặt, ngại ngùng thay. Phi Thanh Vân nổi tiếng là mỹ nhân thích khoe thân thể, vẻ đẹp sexy của mình. Đặc biệt, kể từ khi đã trùng tu nhan sắc mới đây, Phi Thanh Vân càng tích cực khoe vòng 1 và vòng 3. Mới đây nhất trong một sự kiện, Phi Thanh Vân mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, nhưng điều khiến khán giả không thể không chú ý đó là cô không mặc nội y, khiến vòng 1 bị lộ ra, trông khá phản cảm. Cựu siêu mẫu Hà Anh là một trong những chân dài được đánh giá có body sexy gợi cảm nhất nhì làng mẫu. Cho dù giờ đây cô đã giải nghệ không còn tham gia các quốc trong các sự kiện thời trang, thế nhưng Hà Anh vẫn giữ được số đo chuẩn 3 vòng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô cũng là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang hở khá tạo bạo mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thậm chí nhiều lần Hà Anh để lộ vòng 1 tự tin quá mức gây nhức mắt cho người đối diện. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là mỹ nhân được đánh giá có gu thẩm mỹ thời trang sành điệu, sang chảnh và chuẩn chỉ. Hiếm khi thấy được thông tin Hồ Ngọc Hà lộ hàng hay diện những trang phục phản cảm, tuy nhiên gần đây, Hồ Ngọc Hà cũng bị cuốn theo trào lưu, khoe cơ thể với những chiếc áo táo bạo không kém Phi Thanh Vân và Ngọc Trinh. Trong một sự kiện, Hồ Ngọc Hà diện chiếc váy màu hồng, hàng hiệu nổi bần bật, thế nhưng chiếc váy đã phản chủ khi lên hình rõ mồn một vòng một của cô. Ngọc Trinh là một trong những người đẹp không ít lần khoe vòng một không nội y. Dường như cô biết tận dụng những ưu điểm của mình để lộ hàng mà không thấy ngượng nghịu. Linh Miêu, nữ ca sĩ này cũng đã khiến khán giả rất bức xúc khi cố tình mặc hở bạo khoe vòng một không nội y. Thậm chí Linh Miêu không ngần ngại thả rong vòng một để chụp ảnh ở khu du lịch, chỗ có nhiều em nhỏ đang chơi đùa, khiến nhiều khán giả bức xúc, chỉ trích gay gắt hành động kém văn hóa của cô. Người mẫu Hồng Quế là mỹ nhân nhỏ tuổi nhưng cũng không kém cạnh các đàn chị, nhiều lần người mẫu Hồng Quế cũng để lộ vòng 1. Diva Hồng Nhung cũng không tránh khỏi những lần gặp sự cố khi diện chiếc váy thả rong vòng 1. Trang tin Trung Quốc giật tít gây sốc về Phi Thanh Vân.
Trang tin tức của Trung Quốc vừa bất ngờ đăng tải một bài viết nữ hoàng da kéo Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10, một trang tin điện tử của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết giới thiệu về nữ hoàng da kéo Phi Thanh Vân của Việt Nam với tiêu đề gây chú ý: Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp. Theo đó, bài báo đã so sánh ngoại hình và cuộc sống của Phi Thanh Vân trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ, diễn viên sau ca phẫu thuật rõ ràng sở hữu ngoại hình sexy và bắt mắt hơn hẳn. Do đó, cô cũng trở thành nhân vật hot và là đề tài bàn tán sôi nổi của cả cộng đồng mạng. Cũng theo trang điện tử này đánh giá, nếu nhận xét về mặt kinh tế, sự đầu tư về ngoại hình của Phi Thanh Vân là một sự đầu tư khôn ngoan. Ngoài ra, bài viết còn nhấn mạnh rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ và thích thẩm mỹ để đẹp hơn là điều hoàn toàn bình thường, không có gì sai trái vì nó thuộc về quyền tự do của mọi người. Tháng 7 vừa qua, Phi Thanh Vân đã có cuộc đại phẫu thuật sửa lại toàn bộ cả 3 vòng cơ thể, trong đó bao gồm đặt túi ngực, hút mỡ bụng và nâng vòng 3 trở thành siêu bự. Đây là lần đập đi làm lại thứ 15 của nữ hoàng da kéo với tham vọng trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam. Đến nay, gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu thuật cơ thể, Phi Thanh Vân đang sở hữu thân hình nóng bỏng và sexy, hút mắt người nhìn. Người đẹp cũng thường xuyên ăn mặc gợi cảm, thậm chí phản cảm để khoe hết những đường cong cơ thể. Phong cách ăn mặc quá kiệm vải của Phi Thanh Vân khiến cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, Phi Thanh Vân đã xuất hiện trong live concert của ca sĩ Quang Hà tại Hà Nội với bộ cánh không thể gợi cảm hơn. Tuy nhiên, sự gợi cảm đó có phần phản cảm đã khiến cô nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng. Hiện tại, Phi Thanh Vân sống với cậu con trai mới hơn được 1 tuổi sau khi ly hôn với chồng trẻ Bảo Duy hồi đầu năm.